Chiều nay ngày 21 tháng 6, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số ban sở ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện thị xã thành phố và lực lượng thanh tra toàn tỉnh. 6 tháng đầu năm 2024, người đứng đầu và cơ quan quản lý các cấp đã thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Qua giải quyết đã trả lại cho tổ chức cá nhân 791 mét vuông đất và hơn 1 tỷ đồng. Kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 13 cá nhân. Thanh tra tỉnh, thanh tra các huyện thị xã thành phố và các sở ngành đã triển khai 190 cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất, phát hiện số tiền sai phạm gần 29 tỷ đồng. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt kết quả tích cực. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đánh giá cao kết quả và nỗ lực của cơ quan có thẩm quyền các cấp trong triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra và phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các tổ chức thanh tra ngay sau hội nghị sơ kết phải xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, trong đó đặc biệt quan tâm đến giải pháp lộ trình tiến hành các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, kiểm tra ra soát các cuộc thanh tra không đủ điều kiện thời gian để hoàn thành, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ thị số 23 ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra và thực hiện các kết luận kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi yêu cầu các địa phương, sở ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời nắm bắt tình hình trên địa bàn lĩnh vực mình quản lý để chỉ đạo giải quyết tập trung tham mưu giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại tố cáo được giao, ra soát giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp tồn động kéo dài, tiếp tục tham mưu cho thủ trưởng cơ quan quản lý cung cấp thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đặc biệt là công tác kê khai tài sản thu nhập và kiểm soát tài sản thu nhập, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra nhằm kịp thời xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng theo quy định.